Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là rất nhiều main của Samsung Galaxy S7 S đang được chờ thay mới tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần mảng main của Samsung Galaxy S7 S lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới main cho Samsung Galaxy S7 S. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Hiện tại di động cao cấp.vn có mọi loại main của Samsung nói chung và main của Samsung Galaxy S7 S nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn. Vì các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi sẽ ship main của Samsung Galaxy S7S đến tận địa chỉ vì các bạn yêu cầu. Vì các bạn nhận được, vì các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, dịch vụ thay mới main cho Samsung Galaxy S7S, vì các bạn vui lòng liên hệ 0911 582 123. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị bạn xem video từ di động cao cấp.vn. Chỉ nhận sửa chữa thay mới main cho Samsung Galaxy S7S hàng đầu này.